Xin chào các bạn, chúng ta sẽ trở lại với cái video về ký sinh trùng. Video đầu tiên mình sẽ đề cập đến phần đại cương, giúp chúng ta tìm hiểu các khái niệm ha. Chủ yếu là nắm các khái niệm là chính. Về đại cương về ký sinh trùng thì ký sinh học là một môn khoa học nghiên cứu về những con vật. Nó có thể sống bám trên bề mặt hoặc là chui thẳng vào bên trong cơ thể của một con vật khác, mà cụ thể là con người. Ký sinh trùng ở đây mình nghiên cứu là nghiên cứu trên con người để tìm các bệnh và hướng điều trị trên con người. Nó sống tạm thời hay là vĩnh viễn với mục đích trú ẩn và tìm nguồn thức ăn sinh sống. Các kiểu tương tác giữa những sinh vật này, khi mà một con vật sống bám trên con vật khác thì nó có những kiểu tương tác nào? Thứ nhất là cộng sinh. Cộng sinh thì mình nhớ hai yếu tố. Thứ nhất là hai con vật này phải bắt buộc sống chung với nhau, tách ra là nó chết ha. Thứ hai là hai con vật này sống chung nhưng mà cả hai bên đều cùng có lợi hết. Đây là kiểu tương tác rất là lý tưởng ha, cùng sống chung này, bắt buộc phải sống chung và cả hai bên đều cùng có lợi, ví dụ như con mối và con ký sinh trùng ruột mối. Tương sinh nó cũng có hai điều kiện, nhưng mà nó khác với cộng sinh ở chỗ là hai loài này không bắt buộc phải chung sống với nhau. Đấy, hai loài không bắt buộc chung sống, nhưng mà khi chung sống chung á thì cả hai đều cùng có lợi nè. Ví dụ như sống chung á thì hai bên cùng có lợi nè, nhưng mà tách ra thì hai con vẫn sống bình thường. Rồi ngược lại với cộng sinh nha, cộng sinh á sống chung hai bên cùng có lợi nhưng mà tách ra nó chết liền. Rồi hội sinh là khi mà sống chung á thì một bên là có lợi, bên kia không có lợi và cũng không có hại nè. Nếu cộng và con số 0, không có lợi không có hại. Ví dụ như con Entamoeba baculi, nó sống trong cơ thể mình và cụ thể là ruột già, thì nó sống thì nó có lợi nhưng mà mình thì không có hại gì cả. Rồi ký sinh là cái sinh vật bám lên hưởng lợi và sinh vật bị ký sinh thì chịu thiệt hại. Ví dụ như con giun đũa nó bám vào cơ thể của mình, ruột già của mình thì nó có lợi và mình thì có hại. Và chủ yếu mình tìm hiểu trong cái chuỗi video này là liên quan đến những con gây bệnh ha, những con ký sinh trên cơ thể của mình. Các loại ký sinh trùng thì người ta phân thành rất nhiều loại ha. Ở đây mình tìm hiểu cái định nghĩa của từng loại. Một là ký sinh trùng bắt buộc, tức là ký sinh trùng này bắt buộc phải bám lên cơ thể của con sinh vật khác, còn nếu mà nó không bám thì nó chết. Ví dụ như con giun đũa sống trong cơ thể của mình, nó bắt buộc phải bám vào, nếu nó không bám vào cơ thể của mình thì nó chết. Hai là ký sinh trùng tùy nghi. Ký sinh trùng tùy nghi, ví dụ như cái con màu tím này chả biết vẽ con gì ha. Nhưng mà ký sinh trùng tùy nghi tức là ký sinh trùng có thể sống tự do môi trường bên ngoài và có thể ký sinh bên trong cơ thể của sinh vật khác được. Tức là nó có hai điều kiện sống nữa. Như con giun đũa trên này thì bắt buộc phải ký sinh. Còn ký sinh trùng tùy nghi là nó kiểu như tùy điều kiện thích nghi á. Nó có thể sống môi trường bên ngoài cũng được, nó chui vào cơ thể của vật khác cũng được ha. Rồi, nội ký sinh trùng. Nội ký sinh trùng là ký sinh trùng sống bên trong cơ thể sinh vật khác. Nó chui vào bên trong cơ thể nè. Chui vào bên trong cơ thể sinh vật. Hoặc là mình lấy cái hình đầu tiên, nó chui thẳng vào bên trong các cơ quan của sinh vật để nó ký sinh. Còn ngoại ký sinh trùng á thì ký sinh trùng sống trên bề mặt. Hai hình này mô phỏng cho mình ha, nội ký sinh trùng và ngoại ký sinh trùng. Rồi. Ngoại ký sinh trùng sống trên bề mặt hay sống trên da nè. Đây là con ký sinh vẽ trên bề mặt da ha, da lông tóc móng gì đó. Rồi tiếp theo đó là ký sinh trùng lạc chỗ. Lạc chỗ thì cái tên ký sinh trùng, cái tên của cái loại ký sinh trùng này nói cho mình biết ha, nó bị đi lạc. Ký sinh trùng bình thường giun đũa này nó ký sinh ở vùng ruột già đi, tự nhiên buồn nó chui vô cái phần túi mật đỏ trỏng. Đó là ký sinh trùng đi lạc cái cơ quan, lạc sang cái cơ quan khác. Cơ quan khác là cơ quan gì? Cơ quan khác với cơ quan mà bình thường nó ký sinh. Bình thường nó ký sinh tại ruột già, cái nó buồn nó chui lên, nó chui vào túi mật. Bình thường nó chả bao giờ ký sinh ở túi mật cả. Rồi, đó là ký sinh trùng là chỗ. Tiếp theo là các loại ký chủ. Về ký chủ thì nó sẽ có ký chủ vĩnh viễn. Ký chủ vĩnh viễn là ký chủ chứa ký sinh trùng ở giai đoạn trưởng thành. Ví dụ như con giun đũa bên trong ruột già. Ký chủ trung gian là ký chủ chứa ký sinh trùng ở giai đoạn ấu trùng. Ai là cái ấu trùng? Ký sinh chủ chờ thời là ký sinh chủ nuốt ký chủ trung gian 2. Nhưng mà trong cơ thể thì ký sinh trùng này vẫn ở giai đoạn ấu trùng 2, chứ nó không phát triển thành giai đoạn trưởng thành. Trường hợp này ví dụ như con cá bé nè, con cá bé nó chứa ấu trùng 2 nè, con cá lớn nuốt con cá bé vô thì nó vẫn tồn tại giai đoạn ấu trùng 2, chứ nó không có phát triển thành giai đoạn trưởng thành. Rồi, ký chủ chính là ký chủ chứa
chứa ký sinh trùng trưởng thành với tần suất nhiễm cao nhất. Ký chủ phụ là ký chủ chứa ký sinh trùng trưởng thành với tần suất thấp nhất. Ví dụ như con trâu bò nè, có một số loại ký sinh trùng nó ký sinh ở trâu bò nhiều hơn. Sau đó con người ăn vô thì con người trở thành ký chủ phụ ha. Lượng ký sinh trùng gây bệnh rất là thấp. Rồi, tàn chủ. Tàn chủ là động vật có mang ký sinh trùng của người gây bệnh cho người. Ví dụ như con mèo ha. Con mèo nó có thể mang một số loại ký sinh trùng gây bệnh sán lá gan gây bệnh cho người. Trung gian truyền bệnh. Trung gian truyền bệnh này có thể là côn trùng hoặc là động vật thân mềm. Ví dụ như con muỗi côn trùng, ví dụ như con muỗi nó mang ký sinh trùng và nó truyền ký sinh trùng từ người này qua người khác. Ví dụ như một người mang bệnh nè, cái con muỗi này hút máu của người này mà có thể là bị sốt rét á, thì có thể cắn cái người khác làm cho người khác bị nhiễm bệnh nè. Rồi, trung gian truyền bệnh này chia làm hai loại ha, trung gian truyền bệnh sinh học và cơ học. Truyền bệnh sinh học, ví dụ như là truyền bệnh sinh học á thì nó phải có hai đặc điểm hoặc là nó tăng số lượng, nó tăng nhân số lên, hoặc là ký sinh trùng này phát triển sang một cái giai đoạn có tính lây nhiễm hơn. Còn trung gian truyền bệnh cơ học thì ký sinh trùng này được chuyên chở một cách thụ động, tức là không tăng về số lượng mà cũng không tăng, không có tiến triển hơn, không có tính lây nhiễm nữa. Rồi, còn khái niệm về người mang mầm bệnh, tức là người có ký sinh trùng trong cơ thể nhưng mà không có biểu hiện bệnh lý. Ký sinh trùng vẫn chứa bên trong nhưng mà người này vẫn biểu hiện bình thường. Màu xanh này là mình ký hiệu bình thường ha, tương tự cái người B trên này màu xanh cũng là bình thường ha. Rồi, về danh pháp của ký sinh trùng á thì mình chú ý đến các nguyên tắc viết như sau. Đầu tiên là cái chữ Latin đầu chỉ giống thì mình viết hoa cái chữ đầu. Còn chữ thứ hai viết loại á thì chữ chỉ loại á thì mình viết bình thường. Và có hai quy tắc, đó là một là in nghiêng hay là gạch chân. Thì thường in sách người ta sẽ in nghiêng cái tên ký sinh trùng. Còn mình đi thi mà kêu viết tên ký sinh trùng thì làm ơn gạch chân cái. Tại mình viết nghiêng thì thầy cô cũng nhiều lúc người ta cũng không có chăm trước ha. Rồi, viết nghiêng hoặc là gạch chân. Ví dụ như con Aspergillus fumigatus ha. Này mình thiếu gạch chân rồi, nhằm có highlight lên ha. Rồi, về đặc điểm bệnh ký sinh trùng. Một số đặc điểm này nói qua cho vui, cụ thể bệnh nó có triệu chứng như nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu từng con ha. Đặc điểm bệnh ký sinh trùng thì một là tính phổ biến theo vùng, tức là tùy vùng sẽ có nhiễm những loại ký sinh trùng khác nhau. Thứ hai là bệnh ký sinh trùng có hạn, tại vì do người ta nghĩ theo lý thuyết là ký sinh trùng đời sống có hạn, tuy nhiên lại mâu thuẫn. Cái thứ ba là bệnh ký sinh trùng thực tế nó kéo dài, thì thực tế kéo dài này do có một số loại ký sinh trùng nó có tuổi thọ cao. Thứ hai là do bệnh nhân tái nhiễm liên tục. Cuối cùng đó, phần lớn bệnh ký sinh trùng thường biểu hiện rất là thầm lặng, thầm lặng trừ những giai đoạn cấp quá thôi. Còn hội chứng bệnh ký sinh trùng á là có bốn cái triệu chứng chính là viêm nè, nhiễm độc, hao tổn, dị ứng. Viêm nè, cái đáp ứng viêm mà khi ký sinh trùng nó xâm nhập vào cơ thể của mình thì các cái tế bào ví dụ như macrophage nó ăn con ký sinh trùng vô và nó giải phóng ra các chất hóa học, ví dụ histamine gây viêm. Nhiễm độc thì ký sinh trùng này nó tiết ra độc tố gây đầu độc cơ thể mình. Hao tổn là do ký sinh trùng này nó tước đoạt chất dinh dưỡng của mình, làm cho mình bị đa phần sẽ là thiếu máu ha. Dị ứng, ví dụ như bệnh nhân sẽ có biểu hiện hen suyễn, mề đay, tăng bạch cầu ái toan khi mà bị nhiễm ký sinh trùng. Rồi, nội dung của video này thì mình chỉ đề cập đến phần đại cương thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau, mình sẽ đề cập đến từng con ký sinh trùng nó như thế nào, gây bệnh cũng như là một số thuốc điều trị. Nó sẽ không cập nhật giống như là các video về sinh lý, bệnh học về sau mình sẽ làm. Tuy nhiên là nó cũng đã đưa đến năm 2017 trong giáo trình rồi. Thì mình hy vọng là những video clip làm lại của mình sẽ giúp mọi người nhiều hơn trong việc học y khoa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.